Chào mừng các bạn đã quay trở lại lớp chạy vẽ của Uniport. Thì như mình đã cảnh báo ở ngay đầu clip, đây là một cái phần khá là nhạy cảm và không dành cho bất kỳ một bạn nào dưới lứa tuổi 16, 18 đi. 18 cho an toàn ha. Thì nếu như bạn đang đang xem cái clip này trước mặt rất là đông người hoặc là trước mặt ba mẹ cũng như là dưới 18 tuổi không nên coi tiếp, hãy tắt ngay từ bây giờ. Rồi vậy là mấy bạn vẫn coi tiếp đúng không? Vậy là chơi 18 đúng không? Ok, vậy thì mình sẽ bắt đầu đi vô phần của ngày hôm nay, đó chính là vẽ, không phải vẽ nữa mà là nghiên cứu về khái niệm về Ecchi và Bensu. Ecchi là gì? Và Bensu là gì? Ủa, viết rồi ta. Rồi. Ecchi. Rồi, Ecchi là nó gắn liền với ba thể loại là phim hoạt hình, anime, truyện tranh Nhật, manga và một số như là hình ảnh, picture, image hoặc là Weibo. Rồi, với khái niệm Ecchi khi mà dùng trong tiếng Nhật nó có nghĩa là bậy bạ, đen tối. Đó, điển hình là các bạn một một vài chuyện mà các bạn thấy nhân vật nữ vô phòng nhân vật nam thì la liệt mấy cái cuốn sách bậy bạ giấu dưới gầm giường. Đó, hoặc là nó được dùng để mà ám chỉ, để mà gọi những cái tên dê sòm, dê cụ. Mà khi mà dùng ở một cái dạng động từ thì nó như là làm cái chuyện ABC XYZ. Rồi, cái đó là cái định nghĩa dùng trong Nhật. Còn ở phổ biến ở thế giới thì cái chữ Ecchi đó lại là chỉ những cái cảnh nóng bỏng của các nhân vật nữ, như bạn thấy đây, những cái cảnh nóng bỏng, thiếu mảnh vải, phô xô hàng hoặc là không có miếng gì luôn. Nhưng mà hầu hết Ecchi nó dừng lại ở cái mức là tới đó thôi, nó không có diễn tả kỹ hơn nữa. Thì Ecchi và hentai nó có một khoảng cách nó mong manh lắm, nó rất là mong manh, nó có khoảng cách nhỏ xíu vậy đó, chỉ cần mà chúng ta cho thêm tí gì vô nữa là tự nhiên thành hentai thôi. Rồi, về mức độ thì có thể xem Ecchi có 3 mức độ. Mức độ đầu tiên là mặc đồ tắm rồi những hành động vô tình đụng phải hoặc là cái gì đó nó rất là nhẹ, cổ áo hơi sạch xuống ha, cái váy nó hơi bị tóc lên tí, thì cái mức độ đó là cái mức độ nhẹ nhất. Ok, rồi cái mức độ thứ hai là cái loại mà nó phô ra một phần nào đó cơ thể của nhân vật, phô ra thôi nhưng mà không hở nha, không không những cái điểm mà quan trọng nhất nó vẫn không thấy được. Nó có thể hở ra hết vậy đó nhưng mà tự nhiên nó cứ vô tình một chiếc lá nó bay qua nó che lại đúng ngay cái điểm chấm đó. Rồi, ở cái phần cấp nặng nhất thì là nó hở hết, chúng ta được quyền thấy hết luôn. Có thể là phô luôn cái phần dưới nhưng mà tất nhiên là vẫn có một tí gì đó che lại cái phần dưới, chúng ta vẫn sẽ không thấy được. Nếu mà thấy luôn thì thành hentai bả rồi. Ok, Ecchi khác hentai.
Mục đích của ecchi hoàn toàn là khác. Mục đích giữa ecchi và hentai thì hoàn toàn là khác nhau. Hentai là một cái gọi là gì ta? Các bạn có thể biết được rằng là Nhật Bản, cái nền công nghệ của Nhật Bản nó rất, cái nền công nghiệp không không khói, người ta gọi là nền công nghiệp không không khói á, là có mấy diễn viên như là Maya Ozawa rồi này nọ nổi tiếng rồi, chắc nói về ai cũng biết cái đó là nền công nghiệp gì rồi đúng không? Ok, thì Nhật Bản người ta có cái suy nghĩ thoáng hơn về cái chuyện đó, thì hentai được tạo ra để mà thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý. Còn ecchi chỉ đơn giản là nó hài hước một chút và nó tôn lên cái đẹp rồi. Nội dung của ecchi và hentai cũng cũng có thể coi là khác nhau. Hentai thì nó nhào vô nó ầm 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 ngay đầu phim hoặc là cái gì đó, có một tí cốt truyện nào đó. Còn ecchi là chỉ đơn giản là nó lâu lâu là nó hở ra một tí hoặc là nó lộ ra một chút gì đó của vẻ đẹp thiên nhiên. Thì nó tạo cho bộ phim cái phần hấp dẫn hơn thôi. Rồi thì đi đi kèm về đi kèm với cái thể loại ecchi đó là có rất nhiều thể loại khác, như là visual novel, là dạng như cái game mà test không á, đọc đọc test rồi mình chọn những cái tình huống rồi này nọ đó. Rồi ecchi cũng có rất nhiều trong thể loại chuyện, như là shoujo ai là chuyện, shoujo là nữ. Shoujo là nữ, ai là tình yêu. Thì có nghĩa là tình yêu giữa nữ với nữ. Có không phải là, này không phải là tình yêu giữa bạn bè với nhau mà là lét luôn á. Thì có một chút ecchi vô nó sẽ rất hấp dẫn. Đây cũng có thể coi là một cái hình ảnh shoujo ai. Thì cái thể loại này được chấp nhận rất là nhiều, ai cũng có thể coi được, nó lạ vậy á. Rồi đối trái ngược hẳn với nó là so u n e n sơn n, thì trái ngược cái đó đây là cái thể loại nam với nam. Thì cái thể loại này hầu hết là nữ khoái hơn là nam, thì trong đó sẽ có một thằng rất là manly, còn thằng tính tình yếu đuối, là hai thằng nó kết nhau. Cũng rất là kinh khủng. Nhưng mà trên thực tế thì cái thể loại nam với nam này là lại rất là được rất phát triển, chứ không phải là không có đâu ha. Rồi vậy thì đó là lướt sơ qua về cái phần định nghĩa về ecchi là gì. Thì hôm nay chúng ta chỉ nghiên cứu một tí về cái phần mảng của nó, là cái phần bansu, là khúc này đây. Bansu còn gọi là cái quần chip nhỏ nhỏ của các bạn nữ ha. Nếu mà dễ nam vô thì chắc mình nói, chứ mình không có dễ nổi đâu. Rồi tại sao mình lại có một cái bài hướng dẫn về cái bansu như thế này? Không phải là mình có một cái tư tưởng đồi bại hay là bệnh hoạn gì cả, mà chúng ta nên biết một chút về những cái thể loại này, vì đó là cũng tại vì nó cũng khá là nổi tiếng, giống như là cái tư tưởng của Nhật người ta thoáng hơn, mình thì kỹ hơn, thì mình biết một chút thôi, mình không biết hết. Nếu như các bạn lên gặp thằng Mr. Google á, các bạn đánh chữ ecchi vô là các bạn sẽ thấy những cái hình ảnh nó còn kinh khủng hơn. Chứ không có đơn giản như cái hình nãy mình đưa đâu. Thì bensu là cái loại chúng ta sẽ, nghĩa là nhân vật của chúng ta sẽ mặc đầy đủ đồ, nhưng mà đôi khi giỡn hớt nó lại lộ ra một tí ti. Nó lại lộ ra một chút, ví dụ như đây, ví dụ như hở 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 ra một tí đó, ví dụ vậy.
thì nó sẽ làm cho cái hình của chúng ta nó vui hơn. Và nếu như các bạn vẽ chibi thì nó lộ những cái ban su nó lộ ra một chút, nó sẽ giúp cho cái hình nhìn nó dễ thương hơn. Tại cái chibi là cái tỷ lệ nó giống như là con nít vậy á, thành ra nó nhìn nó vui chứ nó không có mang tính khiêu dâm ở trong này. Nãy giờ mình vẽ cái gì vậy? Rồi, đó là lý do tại sao chúng ta nên biết qua một chút. Và hôm nay đây là cũng là một cái kiến thức mà mình coi từ trước rồi mà giờ mình cũng còn nhớ mang máng, mình vẽ lại thôi. Thì việc muốn vẽ được thì chúng ta cần phải hiểu về cái cặp mông. Tại đơn 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 thuần nhất là cái quần đó nó bám rất chặt vô cái mông này, đúng không ạ? Rồi vậy thì làm sao? Thì theo cái hướng dẫn đó là họ họ chỉ là chúng trước tiên chúng ta vẽ một trái đào ra, trái đào tròn tròn như thế này. Nó lên như thế này, đây là trái đào. Ok, rồi cho thêm một tí lá vô. Rồi nét lại một tí. Rồi thì cái trái đào nó lại làm chúng ta liên tưởng đến cặp mông ngay. Tiếp rồi từ đó chúng ta bắt đầu phát được hai hai cái giò của nhân vật. Từ đây chúng ta nói ra một cái, nói ra. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ bôi đi những cái phần thừa như thế này. Bôi đi. Vậy là tự nhiên thấy nó ra ra rồi đúng không? Tiếp đồ lại những cái nét như thế này, cắt cắt ngang cái này qua. Nhớ nha, cái này xuống đây. Nó có một cái độ nó có một cái độ cong. Thì như thế chúng ta mới thấy được cái sự mới thấy được cái eo, cái quần nó đang bám vô như thế này. Chứ nó không có bay lên hoặc là nó ngang qua thì nó sẽ không đẹp. Rồi. Chúng ta sẽ cắt xuống như thế này. Bạc. Đùa này hơi to thì. Cho nhỏ lại một tí. Đây cũng nhỏ lại một tí. Rồi. Tiếp rồi chúng ta sẽ cho cái đôi dớ dớ già ở đây. Rồi vậy là xong cái phần bên trong rồi đó. Tiếp mình sẽ dùng một cái layer khác và mình bắt đầu phác thảo vô nên cái váy. Ví dụ như giờ cái váy là mình tưởng tượng ra nó sẽ bay như thế này, đây này xuống đây cái lên đây, đây cái lên đây, đây như này cái ha, xuống xuống rồi xuống xuống ở đây đây, có nghĩa là phần này nói với nhau này không đó, nó có sự liên kết với nhau chứ không phải là không có. Cố gắng thể hiện nó được như thế chứ không phải nó chỉ đơn giản là một cái miếng vải nó quấn quanh quanh qua thì nó sẽ không đẹp. Rồi bắt đầu chúng ta bắt đầu mới đi đi vô phần chi tiết. Mình sẽ giảm cái này lại một chút để mà cái phần váy nó rõ lên hơn, mình dễ vẽ hơn. Rồi mình sẽ thêm những cái nếp gấp vô. Rồi tiếp xuống đây.
Thật ra để mà vẽ những cái bức hình HD mà lộ này nọ vô thì nó rất là nghệ thuật chứ không phải là một cái hình muốn vẽ là vẽ. À, nó đòi hỏi cái khả năng các bạn là phải biết vẽ váy tóc lên như thế nào nó cũng rất là khó chứ không phải là dễ dàng đâu. Này chúng ta chỉ tập vẽ một tí tí cái phần quan trọng nhất ở đây ha. Rồi từ từ thì mình cũng sẽ có những cái bài nâng cao về cái tỷ lệ cơ thể người này nọ. Rồi thì chắc cũng sẽ tới cái khúc này thôi. Đừng quá lo lắng. Chắc sẽ tới cái khúc mà các bạn có thể vẽ hết nguyên con luôn. Ok, sau khi đồng ý rồi thì chúng mình lại bật cái này lên. Rồi, mình sẽ xóa bớt đi những cái chi tiết nào đã bị cái váy nó che. Ok. Chưa? Tiếp đó mình lại gom hai layer này lại tạo một layer khác cho cái này nó mờ lại một tí. Từ đây bắt đầu mình đi nét lại, đi nét rõ ràng hơn. Đâu ra đó. Trong lúc đi nét như thế này thì chúng ta có thể chỉnh sửa là một chút tí gì đó theo ý chúng ta là cũng được, không sao cả. Đây. Thì mình nói thêm là sau cái clip này thì chắc không dám làm thêm một cái nào giống vậy đâu. Thì hôm bữa là mình cũng thách đố các bạn tưởng là sẽ không đạt được, hóa ra là với cái sự đoàn kết rất hung hăng, sự đoàn kết rất là hung hãn của các bạn thì cuối cùng cũng đã đủ số share và like để mà mình làm cái clip này. Đây không phải là cái clip để chỉ các bạn vẽ mấy cái thứ tầm bậy bạ, mà chỉ đơn giản là cái clip mà chúng ta tìm hiểu thêm về cái văn hóa vẽ truyện của người Nhật Bản. À, do cái nền công nghiệp phát triển quá mức, thành ra người người ta cũng rất là thoải mái trong những cái vấn đề tế nhị như thế này. Việt Nam mình thì tất nhiên là gia phong lễ giáo còn nhiều, thành ra phần nào đó chúng ta chỉ coi lén là chính, coi lén hoặc là rủ những đứa bạn thân coi chung chứ không dám mà gọi là công công khai coi. Ngay cả mình cũng thế, mỗi lần coi nghiên cứu thôi nha, mà ngay cả mình mỗi lần coi nghiên cứu chứ không phải là coi live thì cũng rất là e dè và ái ngại. À, lỡ như có ai đang đứng sau lưng nhìn mình hay là cái gì đó là chết. Khá ổn với cái váy. Giờ mình lại tiếp tục đi cái phần mông. Chị ở đây mấy cái này mình lại dùng một cái nét nhẹ nhẹ hơn tí, tránh dùng những cái nét quá đậm. Ok, ví dụ đi, mình làm bắt đầu lên lên một cái màu gì đó cho nó. Đây mình sẽ chọn màu đỏ hơi hồng.
To là. À, cái cơ bản về cách tô màu thì chúng ta vẫn đi một cái màu nó nền trước, rồi bắt đầu chúng ta sẽ lên những cái màu khác sau ha. Thì cái màu đây là cái màu váy, thì là màu hồng. Mình sẽ chọn một cái màu cơ bản là màu hồng như thế này. Cái phần mông này nó hơi xấu thì phải. Mình dùng một cái layer khác để mình tô cái này tiếp để mà tránh gọi là bị chồng lên nhau về màu. Thì lúc lát lát nữa mình lấy cái dùng chọn mình tô nó sẽ rất là dễ dàng hơn ha. Đậm quá. Mình sẽ cho nó giảm lại một tí. Đây là cái vớ. Lỡ tôi chung với cái màu da rồi. Kệ đi. Thì lát nữa các bạn nếu mà lỡ tô chung layer rồi, một là các bạn phải cắt ra lại để làm layer khác. Còn hai á là có thể tô chăm chú tô kỹ lại một tí là được. Rồi, chúng ta tô nhanh nhanh tí nào. Thời gian clip không có nhiều. Ok. Đơn cử vậy đi. Rồi, cho một cái màu ở trên, nằm ở trên chúng ta sẽ đầu lấy màu hồng này. Nó đi về sáng luôn. Có nghĩa là tại sao? Tại vì cái quần chip này là nó giống như là nó phản sáng lại, có nghĩa nó màu trắng ha. Nó màu trắng nhưng mà nó bị cái màu hồng này nó đánh xuống một tí. Thì trước tiên chúng ta cứ việc tô nó như cái màu, nó như nó lai từ màu này ra. Rồi đầu chúng ta lấy khoảng màu nó tối tối như thế này, mình lại bắt đầu đi đi cái phần bóng cho nó. Đi nhiều quá thì nó sẽ gọi là lố tay và nó sẽ hơi nặng. Cái quần nhìn sẽ hơi nặng liền ha. Ra cố gắng đừng đi quá lố tay. Tiếp thì chúng ta sẽ tô cái chân. Quên. Chân đâu? Lấy dùng tròn của cái này mình tô sẽ dễ hơn. Rồi. Chỗ này đậm nè, càng càng đi ra đây nó càng mờ đi một tí nè. Đó, thấy không? Rồi. Cứ như thế. À, lấy lại cái màu này chúng ta sẽ quét một cái dùng như thế này. Đó. Cho mờ lại một chút nữa. Mờ đậm quá. Rồi. Ok. Rồi. Đối với cái quần chip, chúng ta lại quay lại cái quần chip một tí. Đâu rồi? Quay vô. Trời ơi, dính chung bả rồi. Kệ đi. Đây, rồi chúng ta sẽ lấy một màu nghiêng hẳn vào màu trắng luôn. Ok. Rồi, chúng ta lại đi.
Nhìn cái mông này nó không được tự nhiên, cái phần này xuống quá, thông cảm á, tại vì mình làm đua với thời gian cho nó kịp cái tốc độ ghi hình nữa, tại vì mình chỉ ghi được trong vòng khoảng là 30 phút trở lại, thành ra mình vẽ mà mình không có tính toán nhiều, thành ra cũng không có đạt được như ý đâu, thành ra các bạn có ráng cố gắng thông cảm, đừng ném đá mình, tội nghiệp. Rồi những cái phần này chúng ta đầu tối nè, những cái phần bị ném gấp đi vô bên trong nè, giống như ví dụ như cái này ha, ở đây thì cái phần này là tối nhất, rồi, ta lại chăm chút cho nó hơn tí, ví dụ như vậy, rồi càng ra thì nó càng sáng hay là chúng ta sẽ mờ mờ thôi. Rồi đối với các bạn nào mà tô bằng ben hoặc là bằng rết chuột thì cái này nó hơi khó khăn cho các bạn chút, nhưng mà đây là cái kiểu tô màu mà coi như là nó sát với cái kia nhất rồi, thì chúng ta cố gắng các bạn dùng chuột vẫn được, giảm opacity và flow lại tí là được ha, thì xuyên tí, chấp nhận chịu cực tí là vẫn vẫn tô được như thế này thôi, không sao cả. Rồi nhìn nó vẫn chưa đẹp đâu, thành ra chúng ta sẽ bắt đầu lên một cái màu như thế này, nghĩa là khá trắng, mình sẽ phớt phớt ở những cái góc nó đánh mạnh vô mắt mình nhỉ. Những cái góc như thế này. Ví dụ chở chẳng lên đó, có thể thấy được là cái sáng nó bắt đầu đánh đánh xuống dưới đây rồi, thành ra nó cũng khá là đẹp ha. Những cái đường viền nho nhỏ ở ngay góc này thì làm cho chúng ta cảm thấy như cái váy nó không còn bị nằm xẹp xuống nữa đó, cố gắng. Rồi tạm thời như thế rồi, lỡ rồi chơi luôn cái này đi ha. Rồi chúng ta cũng lấy một cái màu xám xám như thế này quả xuống. Cho nó tẹp lại một tí. Ok, rồi cũng với cái màu trắng luôn, chúng ta sẽ quẹt vài đường ra như thế này, là cả tạo được cái cảm giác độ đây đây là một cái quần nó bóng bóng chứ không phải là một cái quần vải bình thường, này vải bóng. Rồi thì cái phần quần banh su hơi xấu một tí, các bạn thông cảm như nãy mình đã trình bày ha. Thì đây là một trong những cái cách để mà vẽ xác định cái phần mông cho nhân vật để mà cho cái váy nó tóc lên, chúng ta thấy lộ được trên chút bên su. Thì cái bài hôm nay nó cũng chỉ vui là chính thôi,
Không có một chút kiến thức gì bổ ích đâu, toàn kiến thức bậy bạ không à. Nhưng mà chúng ta lại biết được thêm về cái văn hóa người ta, chúng ta thực tập thêm được một chút gì đó nó là lạ, ra đi nó đi ra khỏi những cái gì mà trước giờ chúng ta học. Bây giờ chúng ta học thì cho mặc đồ đàng hoàng rất là bình thường đúng không ạ? Hôm nay chúng ta phá cách một chút, cho nó lộ ra một tí gì đó để mà gợi thêm cái phần hấp dẫn. Các bạn cũng thấy được rằng phim Việt Nam bây giờ nó cũng lồng thêm rất là nhiều cảnh nóng để mà thu hút người ta đến xem, chứ không phải là không có. Ngay những cái chuyện như là Doraemon được đánh giá là dành cho thiếu nhi cũng rất là dễ thương, hình ảnh cũng rất là trẻ con này nọ ha, nhưng mà cũng đâu có thiếu gì cảnh Asuka bị tóc vấy bởi gió, hoặc là Nobita nó cố ý nó thấy không thì nhào vô nhà tắm đang nhào vô lúc mà Asuka đang tắm. Và ở Việt Nam thì nó che, nó đen, nó bôi đen hết mấy cái cảnh đó rồi. Nhưng mà bản gốc thì các bạn sẽ thấy là nó chùi chùi luôn. Thì ngay cả cái chuyện dành cho con nít mà nó còn như thế thì đừng nói là những cái chuyện khác. Rồi, đó vẫn chỉ là cái chúng ta học hỏi như người ta thôi. Chúng ta áp dụng vô cái chuyện của mình đọc thì được. Đừng có vẽ lố quá rồi lúc đó người khác lại nhìn nhìn mình cũng không có hay lắm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài rất là bựa ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ.